Chào các bạn nhé, mình mới nhận một con loa LG này, à, nhìn khá là mới luôn. Đấy, con này đây cho các bạn xem cái model của nó này, LG BK3 ha. Đấy, con này hiện tại thì khách báo là lỗi sạc, không có cắm sạc vô được này. Bình thường cắm sạc thì nó báo đèn đỏ đây này, mà giờ cắm sạc thì nó không có báo đèn hết. Bây giờ mình sẽ thử các bạn xem này ha. Đây này, đây là cái jack cắm sạc của nó. Đây, mình sẽ thử bằng cái tai nghe trước ha. Cắm sạc xem sạc vô không trước ở này. Đây ha. Đấy, sạc bình thường đúng không? Đó. Vậy là cái nguồn này có này. Bây giờ mình sẽ cắm vô đây ha. Đây, mình đã cắm vô này. Đấy, nó không báo đèn sạc luôn, nó không có sạc pin luôn này ha. Giờ mình sẽ mở nguồn cho bạn xem này. Đó, mình mở nguồn đúng không? Này, nó báo đèn đỏ không? Pin yếu lắm. Đó. Tắt này. Đó. Mà cắm sạc thì không có nhận sạc này. Đây, cắm sạc thì không có nhận sạc luôn. Đấy. Vậy là con này khả năng bị lỗi rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành mổ bụng cái con này ra cho bạn xem cái nội thất bên trong ha. Cũng như là chia sẻ với bạn cái cách fix lỗi dòng loa LG BK3 này liên quan đến lỗi sạc pin ha. Rồi mời các bạn đón xem video này. Bây giờ mình sẽ tiến hành mổ bụng con này ra. Đây các bạn này, mình đã tháo xong cái con loa LG BK3 ha. Đấy, phải nói cái con này tháo là hơi bị phê luôn các bạn ạ. Các bạn là không biết cách tháo thì không có thể tháo cái con này luôn á. Con này nó rất là khó tháo thiết kế nguyên khối này, thấy không? Nó rất là chắc chắn luôn. Tháo mấy con này mình mất cả nửa buổi các bạn ạ. Đây thì nó sẽ có một số mạch ở trong cho bạn xem luôn ha. Đầu tiên là một cái viên pin của nó này. Đấy. Đây, cái viên pin của nó là 3,7V hai con này, mắc song song ha. Đó. Rồi ở đây nó có hai cái cặp loa này, khá là chất lượng, 4 ohm thấy không? Đấy, mấy cái con loa này nó thường là nó 4 ohm. Dùng cho mấy cái mạch LG này này. Rồi đây có cái mạch sạc ha. Đấy, đây là cái mạch sạc này. Rồi có tai nghe, rồi một cái nút reset này nữa này ha. Rồi cái mạch này là mạch chính của nó. Đây. Cái mạch của con loa BK3 ha, nhìn rất là hầm hố và chất lượng luôn, thấy không? Đấy. Nhìn thiết kế của nó khá là đẳng cấp luôn. Đây mình sẽ cho bạn xem cái con chip xử lý của nó này. Đấy, rồi một con chip Bluetooth này, một cái module Bluetooth được gắn lên đây ha. Đấy, ở đây là một cái con IC công suất này, đây nó có mã đây. Đây cho bạn xem luôn, lỡ mà nó có bị hư hỏng thì có thể là thay thế luôn à, bằng cái mã này. Đó, TAS5751M này. Đó. Con IC công suất này. Rồi ở đây nó sẽ có một số cái con boost áp tăng cái mức điện áp lên này, 3,7 rồi tăng lên ha. Ra các mức điện áp ở đây là mấy cái chân pin này, chân pin cấp vô này. Đấy. Thông qua cái con này, rồi cái con này còn một phép để kích cái mức điện áp lên thôi. Đó. Rồi một số cái con boost áp ở đây ha. Đấy. Nó sẽ có một số cái cuộn dây ở đây để tăng cái mức điện áp ngõ ra này, mong muốn này, thấy không? Đó, cái mạch của nó cũng nhìn khá là hầm hố à. Đấy, mặt sau thì chỉ có nhiêu đây thôi. Đó, chủ yếu là mặt trước thôi. Rồi ra một số cái cổng kết nối này, ra loa này ha. Rồi một số cái phím nhấn điều khiển ở trên đây. Phím nhấn điều khiển ở trên cái mặt của cái loa này này. Cái phím nhấn này thì mình để nguyên ở đây ha. Nó không có cần thiết, nó không có bị lỗi nên là mình để nguyên ở trong này luôn ha. Tháo cái con này phê lắm các bạn ạ. Đấy. Bạn nào mà tự sửa thì cũng khá là khó khăn trong việc mà tháo lắp này ha. Rồi đến cái vấn đề mà sửa chữa đây. Con này hiện tại nó đang bị lỗi sạc. Đây mình có phát hiện này. Ngay cái chỗ chân sạc của nó. Đây, trong cái chân sạc của nó thì mình thấy nó bị gãy một chân rồi các bạn ạ. Đấy, có khả năng là khách người ta cắm nhiều quá cho nên là nó bị, đây, nó bị bong luôn một cái chân sạc này này. Đấy, vậy là cái con này bị hư chân sạc ha. Nên là không có sạc được ha. Đấy, bây giờ mình sẽ tiến hành bung cái chân sạc này ra và thay một cái chân sạc mới để thử test lại cái con loa này ha. Đấy, con loa khá là chất lượng luôn ha. Trên này nó chỉ có nhiêu đây thôi, mấy cái cổng IO thôi ha. Chủ yếu là cái mạch chính này này. À, một con loa BK3 khá hâm hố. Lần đầu tiên mình sửa con này. Đấy, các bạn chúc mình may mắn ha. Để mình sửa thành công cái con này. Lỗi là liên quan đến cung sạc, phân sạc ha. Rồi, bây giờ mình sẽ gác máy và sửa cái con loa BK3, LG BK3 ha. Đấy.